quân đạo trí huệ quản lý thầy thái lệ hút giảng ngày 13 tháng 4 năm 2012 tại trung tâm giáo dục văn hóa trung hoa malaysia tập 1 chào các vị hiệu trưởng chào mọi người lúc nãy mọi người có nghỉ ngơi một chút không lúc nãy tỉnh tọa có ai bị ngủ ngật không vậy là vất vả quá rồi ngủ được thì tốt con người khi rất mệt mỏi mà được ngủ hiệu quả nghỉ ngơi là tốt nhất nói theo quản lý học phương tây là đầu tư hiệu quả lợi nhuận cao nhất hơn nữa chúng ta học tiếp buổi chiều là vất vả nhất nhất là học vào thời gian này nếu như mệt mỏi lâu dài thì rất dễ bị đuối sức cho nên các vị hiệu trưởng lát nữa nếu thật sự mệt quá đừng có ráng ráng quá thì một hai tiếng đồng hồ sau đó cứ như nửa tỉnh nửa mê như vậy đối với sức khỏe cũng không tốt muốn ngủ thì cứ ngủ cho thoải mái nhưng chúng ta phải giao hẹn với nhau lát nữa mọi người thật sự mệt quá rồi lúc ngủ thì phải gật đầu về phía trước quý vị gật đầu như vậy tôi cũng sẽ càng giảng càng có cảm hứng nhất định không được lúc lắc hai bên nghi ngửa hai bên như vậy tôi đang giảng lắc trái lắc phải là nói không đúng không đúng như vậy tôi sẽ không giảng tiếp được hơn nữa lúc lắc hai bên sẽ đụng phải người bên cạnh điều mình không muốn không làm cho người hơn nữa thật ra giữa người và người sẽ có ảnh hưởng lẫn nhau lúc nào cũng đang ảnh hưởng mọi người có kinh nghiệm này không có một người đang ngáp rất kỳ lạ đột nhiên sẽ có hai ba người cùng ngáp theo cho nên một người có tinh thần người bên cạnh cũng sẽ cảm thấy phấn chấn một người ngủ gục có thể người bên cạnh cũng sẽ cảm thấy ồ oh, hình như con mắt của mình cũng mở không nổi nữa sẽ ảnh hưởng lẫn nhau có lần tôi cùng một đồng nghiệp chúng tôi từ bắc kinh tới sơn đông giảng dạy anh ấy lái xe tôi ngồi ở bên cạnh có một khoảng thời gian tôi vô cùng buồn ngủ cứ ở đó ngủ gật sau khi tôi tỉnh dậy anh ấy đột nhiên có một đỉnh ngộ. Anh nói, lúc nãy tôi thấy rất buồn ngủ. Hình như không chống cự được nữa. Nhưng anh vừa tỉnh dậy, thì hình như tôi không buồn ngủ nữa. Cho nên, anh ấy có một đỉnh hội là sự buồn ngủ lúc nãy là do tôi kéo anh ấy vô. Kết quả tôi vừa tỉnh dậy, hình như anh ấy không buồn ngủ nữa. Cho nên thật ra, giáo dục là chánh kỹ hóa nhân, cảm hóa người khác, hơn nữa là bất kỳ lúc nào ở đâu hôm đó chúng tôi nghe một cô giáo kể cô nói em dâu của cô một hôm con của cô ấy vào phòng sách trong nhà đứa nhỏ không biết nên đã đem rất nhiều sách xuống đặt trên bàn Đứng đó lật qua lật lại, rất loạn. Người mẹ bước vô, nhìn thấy liền nổi nóng. Thật ra sự giáo dục này, muốn giáo dục con cái thì không thể nổi nóng. Sắp nổi nóng thì đừng có dạy con. Chỉ cần nổi nóng rồi, giáo dục con cái hoặc giáo dục cấp dưới đều sẽ không đạt được kết quả tốt. Hãy nổi nóng Các em chỉ nhớ là chúng ta rất nóng tính Ôi trời, hôm nay thật xui xẻo Bị mẹ nhìn thấy rồi Bị thầy hiệu trưởng nhìn thấy rồi Thầy hiệu trưởng nói những lời Những đạo lý quan trọng đó Một câu cũng không nhớ được Người mẹ nổi nóng lên liền nói Lực gì mà lực Con có hiểu đâu Đi ra đi ra sau đó người mẹ tự mình xếp từng quyển về chỗ cũ vừa xếp vừa nhăn nhó hôm sau người cô lại ở phòng sách đọc sách lấy ra hai ba quyển đang chuẩn bị đọc thì nhìn thấy đứa cháu trai này bước vô phòng sách coi gì mà coi lật gì mà lật con có hiểu đâu những lời này không giống lời của một em bé 2-3 tuổi nói ra Vừa nghe là biết ngay do ai nói Do mẹ em nói Người có sự nhạy bén giáo dục nghe xong liền biết ngay Tất nhiên lúc này không thể nói mẹ em sai rồi Trước bà các em phải ẩn ác, dương thiện Tiếp đó Phải gọi em qua nói chuyện Sách này có thể lật ra coi từ từ cháu cũng sẽ coi hiểu thôi nhưng phải có quy củ khi cháu lấy sách ra nó ở chỗ nào coi xong rồi nhất định phải cất về chỗ cũ đọc sách xong cất chỗ cũ thói quen sinh hoạt của em sẽ nhờ vậy mà tập thành chúng ta coi có rất nhiều em bé ngay từ nhỏ đã có thói quen mũ quần áo đặt cố định đọc sách xong cất chỗ cũ rất nhiều thứ cứ để bừa bãi đột nhiên muốn tìm bài tập quan trọng nào đó hay quyển sách nào đó tìm không ra lục lọi cả ngày sau cùng còn nổi nóng cả nhà gặp tai ương có vậy không một thói quen tốt có ảnh hưởng rất lớn không chỉ cả nhà gặp tai ương nếu như họ vừa hay phải xử lý một việc quan trọng kết quả là xảy ra chuyện công ty của họ có thể đều gặp tai ương cho nên làm người làm việc mới là then chốt thành bại trong sự nghiệp sau này của họ cũng tình cảnh như vậy biết vậy và không biết vậy sẽ khác biệt rất lớn cho nên hôm nay các thầy cô tuyến một của chúng ta nếu như hiệu trưởng trong những việc xảy ra hàng ngày như vậy có thể dẫn dắt giáo viên nên dạy dỗ các em nhỏ ra sao có thể mỗi ngày các em đều đang tăng trưởng trí huệ và khả năng làm việc của mình đây gọi là điểm cơ hội giáo dục các vị hiệu trưởng quý vị khi nghe đến danh từ này là khi đang đọc quyển sách nào mà có cụm điểm cơ hội giáo dục thật ra câu này nguyên lý này mấy ngàn năm trước tổ tiên của chúng ta trong Lễ ký, học ký Đã có nói về lý luận giáo dục này Gọi là đương kỳ khả chi dị thời Là phép kịp thời Cấm ư dị phát chi dị dự Đây là phép dự phòng Những lý luận giáo dục quan trọng này Trong kinh điển vốn dị đã có rồi Còn thời cận đại chúng ta Một hai trăm năm nay người hoa đánh mất lòng tự tin dân tộc người dân chúng ta đánh mất lòng tự tin dân tộc luôn cảm thấy mặt trăng nước ngoài tròn hơn trong nước cho nên phép dự phòng này chúng ta có thể biết được ba tuổi nhìn thấy tám mươi từ thai giáo đã bắt đầu dạy ba tuổi về trước đã đem đức hạnh làm người làm việc cắm rễ rất tốt bảy tuổi thấy cả đời Lão tổ tiên chúng ta đã có trí huệ giáo dục, kinh nghiệm giáo dục, phương pháp giáo dục và cả hiệu quả giáo dục năm ngàn năm. Đời đời đều sinh ra thánh hiền nhân. Chúng ta từ thời thanh gần đây nhất. Thời thanh có hơn 120 học sinh ra nước ngoài du học. Là quốc gia cấp học bổng cử họ ra nước ngoài học. Và hơn 120 người này khi quay về, Mỗi người đều là nhân vật nổi trội trong các lĩnh vực. Điều này đáng để nghiên cứu. Giống như ngành tàu lửa, ngành thủy lợi đều là hơn 100 người này. Sau khi về nước đã trở thành đỉnh cao do họ trước khi ra nước ngoài đã cắm gốc đức hạnh rồi. Có sứ mệnh và sự trung thành đối với quốc gia cho nên họ học cái gì cũng đều có động lực tuôn trào bất tuyệt. Nhưng chúng ta bây giờ có nhiều người trẻ đi Âu Mỹ du học như vậy. Sau khi trở về có ai trở thành đỉnh cao hay không? Đây là vấn đề đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Hay là sau khi đi rồi, đều không muốn về nước báo đáp. Sau khi ra ngoài, đều nhiễm rất nhiều thói quen xấu. Đem từng túi, từng túi tiền của cha mẹ giống như đổ hết xuống Thái Bình Dương, trôi chạy đi hết. Cho nên căn nguyên này nằm ở đâu? Đức Hạnh là trọng điểm. Còn hiện trạng giáo dục bây giờ, tất cả những em đứng đầu bảng trong các kỳ thi, bất luận là ở Đài Loan hay ở Đài Lục, Tình hình của Malaysia thì tôi không rõ lắm Chỉ cần là người thi đứng đầu bảng Căn bản không có một ai trở thành đỉnh cao Trong ngành nghề đó Tại sao thành tích của các em xuất sắc nhất Các em lại không thể nào trở thành đỉnh cao Do các em chỉ biết đi thi Các em chưa chắc đã biết làm người Các vị hiệu trưởng Quý vị coi thử trước đây Những em thi đứng nhất đều là tình hình ra sao Tan học rồi đều không ra ngoài Cầm quyển sách học mãi học mãi Đây là một loại Một loại khác là sao Biết làm người, biết sống Cũng rất biết học hành Người như vậy Những biểu hiện sau này của các em Càng học linh cao Thậm chí biểu hiện khi các em ra ngoài xã hội Sẽ càng xuất sắc Do các em có đức lại có tài Nhưng nếu như chúng ta không coi trọng đức hạnh Các em trở thành cổ máy thi cử Sau cùng Ngay cả năng lực câu thông với người khác Các em cũng chưa chắc có đủ Cho nên từ lịch sử những năm cuối đời thanh đã cho chúng ta thấy Lịch sử giúp người ta có kiến thức Nhìn sự việc được sâu xa Có một quyển sách lịch sử hết sức nổi tiếng Tên là Tư trị Thông Giám Quyển sách sử này Do tiên sinh Tư Mã Quang viết ra Do ông Soạn Mọi người có biết tiên sinh Tư Mã Quang không? Chính là người bạn nhỏ đã đập dỡ chung nước đó Mọi người chú ý, ông ấy nhỏ tuổi như vậy, nhưng lại bình tĩnh trầm mặt đến thế. Từ đâu mà ra? Từ sự giáo dục trong gia đình. Mọi người đều ồn ào, tán loạn, còn ông thì hết sức bình tĩnh, làm sao cứu em bé này ra được. Đây là biểu hiện lòng nhân ái của ông. Và ông soạn bộ sách này phải mất thời gian 19 năm. Chúng ta có lúc tìm hiểu cuộc đời của người xưa Phải khâm phục họ sát đất Tại sao? Ông là tỷ tướng Công việc của ông bồn bề trăm mối Tại sao ông vẫn có thể soạn được tác phẩm lịch sử lớn như vậy? Chúng ta đều cảm thấy thời gian của họ suốt cuộc đã dành ra như thế nào? Thật ra, khi người ta thật sự có tâm, những việc không thể đều sẽ thành có thể trong cuộc đời họ. Do họ có một động lực tuôn trào bất tuyệt Chính là tình thương Nếu như con cái của chúng ta thật sự có tình thương này Cuộc đời của chúng chắc chắn sẽ có cống hiến, sẽ hạnh phúc Tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện ở Đài Lục gần đây Bình chọn mô phạm đạo đức năm 2011 Trong đó có một mô phạm đạo đức hăng say giúp người tên là Hứa Nguyệt Qua. Nữ sĩ hứa này từ nhỏ cha mẹ đã mất sớm. Năm 12 tuổi, do gia cảnh khốn khó, vì kế sinh nhai, cô đi nhặt đồ dọc theo đường sắt. Kết quả bị tàu lửa cán qua, Hai chân đều bị cưa hết, cưa cả đến đây. Được đưa tới diện phúc lợi, cơ cấu phúc lợi xã hội. Xin hỏi các vị hiệu trưởng, quý vị cảm thấy cuộc đời sau này của cô sẽ ra sao? 12 tuổi, hai chân đã bị cưa mất. Kết quả, em bé gái 12 tuổi này đến diện phúc lợi đã đưa ra một yêu cầu giới trưởng bối phụ trách. Cô nói, Cháu có thể chăm sóc những em bé nhỏ hơn cháu không? Quản lý viên nhìn cô Bọn cô không chăm sóc cháu đã tốt lắm rồi Cháu còn muốn chăm sóc chúng Ngay cả đi đứng cô cũng có vấn đề Nhưng cô gái này Trải qua 37 năm sau Cô đã chăm sóc được 138 trẻ mồ côi 37 năm Chăm sóc 138 trẻ mồ côi Xin hỏi mọi người khi cô chăm sóc những em bé này Các em nhìn vào mẹ của mình Cô là mẹ của các em Các em học được điều gì? Lạc quan Kiên cường Bất quốc Hy sinh phụ hiến Chúng ta bất cứ một người nào Cũng có thân thể tốt hơn cô Điều kiện tốt hơn cô Nhưng chúng ta cũng chưa chắc đã có cống hiến như cô Thậm chí tấm gương này của cô Sau khi được nhà nước biểu dương Điều cảm động là hàng ngàn hàng dạng lão bá tánh Đều bị cảm động bởi đức hạnh của cô Cô nói rằng Năm 12 tuổi Cô được đưa đến diện phúc lợi Cô đã có cha, đã có mẹ, đã có gia đình Cô cảm thấy rất ấm áp Cô đã có động lực thương yêu Hơn nữa Trong 37 năm đó Nhiều lần đương vị còn muốn phát lương cho cô Cô đều không nhận Cô nói đây là nhà em Em không nhận lương Cô cảm thấy cô là mẹ của hơn 100 em nhỏ Đây là hạnh phúc của cô Cho nên cuộc đời như vậy Đã nhắc nhở chúng ta Còn cái chúng ta chỉ cần có tình thương Sau này chắc chắn sẽ có thành tựu Lúc nãy khi mọi người đang tỉnh tọa Có cảm thấy thân tâm rất thả lỏng không? Có gì hiệu trưởng nào tiếp theo sẽ nói Và nên lấy MP3 Của cô giáo Trần đem về Sau này Trường của chúng ta Trước khi mở hội nghị Thì mở cho các thầy cô nghe trước một chút Để cho mọi người đều relax một chút Các vị hiệu trưởng Mọi người đừng có coi thường sự quan tâm thương yêu nho nhỏ của quý vị đối với tất cả các đồng nghiệp nha. Cái này sẽ được lưu truyền ra và trong mỗi một chi tiết chúng ta đều có thể thương yêu con cái của chúng ta, giáo viên của chúng ta. Thương người thì được người thương. Quý vị lúc nào cũng suy nghĩ cho các thầy cô, các thầy cô lúc nào cũng suy nghĩ cho hiệu trưởng. Đều trong những chi tiết cuộc sống này, lão tổ tiên chúng ta coi trọng việc giáo dục nhất trong lễ ký học ký có một câu nói hết sức quan trọng kiến quốc quân dân giáo học di tiên xây dựng một quốc gia xây dựng một đoàn thể những tổ viên lãnh đạo nhân dân lãnh đạo đoàn thể này cái gì quan trọng nhất dạy học quan trọng nhất chúng ta nhìn lại một cách rất bình tâm bây giờ gia đình cũng vậy đoàn thể xã hội cũng vậy thậm chí là quốc gia cả thiên hạ cũng vậy đặt cái gì lên hàng đầu kiến quốc quân dân kiếm tiền đứng đầu kiến quốc quân dân kinh tế đứng đầu mọi người phải biết là biết trước biết sau thì gần với đạo trình tự trước sau xếp sai rồi thì toàn bộ sẽ điên đảo chúng ta nhìn từ phương diện nhỏ là gia đình xây dựng một gia đình lãnh đạo người nhà quý vị có lẽ giáo dục phải đặt ở đầu tiên thế hệ sau của quý vị là thánh hiền nhân vinh hiển tổ tiên nửa đời sau của cha mẹ cũng không cần ưu sầu nữa do các con có đức hạnh tốt Tiếng mừng nạp nói Dắt chéo chân mà ngồi vuốt râu <laughs> Ung dung làm sao Khi ngậm kẹo đùa cháu Quý vị bây giờ có thấy Một người nào 60 tuổi Đang ngậm kẹo đùa với các cháu chưa Hay là đứa nhỏ đó vừa sanh ra Mẹ giao cho mẹ đó Cha giao cho cha đó Về già xấu số Già rồi mà còn cực khổ hơn hồi còn trẻ Do chăm sóc con và chăm sóc cháu là không giống nhau số lượng các cháu nhiều hơn số lượng các con lúc này cha mẹ đã không đặt giáo dục lên vị trí đầu đặt đức hạnh lên vị trí đầu đài loan có một nhà doanh nghiệp đều là doanh nghiệp nổi tiếng tôi không nói doanh nghiệp đó ra phải ẩn ác dương thiện nhà doanh nghiệp này khi sáng lập ra doanh nghiệp này Ông chính là nguyên lão Cả đời của ông tích lũy được Hai tỷ đài tệ Tức hai trăm triệu mã tệ Kết quả Khi ông bảy mươi tuổi thì bị tai biến Hai tỷ đài tệ của ông Con trai và cháu ông Trong vòng thời gian một năm Đã tiêu xài sạch sẽ Còn ngôi nhà ông xây thì bao nhiêu tiền Một trăm triệu đài tệ Tôi vừa nghe thấy ông xây một ngôi nhà 100 triệu đài tệ, tôi liền thấy hung tướng đã lộ. Ông làm như vậy, hung tướng liền tới, tại sao? Một là ông xây ngôi nhà hào hoa như vậy, tức là nói với trộm cướp và cường đạo, nhà tôi rất giàu có, rảnh thì ghé qua chơi. Cho nên lão tổ tiên nói với chúng ta, tiền là năm nhà cùng có. Rất nhiều người đều cảm thấy tiền đều là của tôi Có một người rất có tiền Một đống châu báu lớn để trong ngân hàng Kết quả đưa bạn mình vô kho vàng đó Đi dạo coi một vòng Cái này là của tôi Được đóng lại rồi đi ra Kết quả người bạn đó nói với ông Nếu như có một chút liền là của ông Thì tôi tới mấy tiệm vàng mà coi Chẳng phải rất thuận tiện sao Tôi mỗi ngày đều có thể đi coi Cho nên quý vị thật sự có tiền trên thực tế số quý vị có thể hưởng dụng được thì có bao nhiêu thật sự tiền của chúng ta cái gì là tiền của chúng ta bây giờ ở trong thú quý vị mà quý vị xài được thì là của quý vị có phải không còn số tiền trong ngân hàng thì chưa chắc chúng ta đã xài tới được và ông tích lũy cả đời được hai tỷ ông không hiểu là thật ra lời nhắc nhở này của lão tổ tiên rất quan trọng năm nhà cùng có thứ nhất nạn nước lấy tiền của quý vị chúng ta coi nạn nước ở thái lan lợi hại như vậy quý vị coi bao nhiêu gia đình toàn bộ đều bị nhấn chìm nạn nước lấy tiền của quý vị nạn lửa lấy tiền của quý vị những tai họa này Điều có thể lấy đi hết tiền tài của chúng ta Tiếp đó Tham quan ô lại lấy tiền của chúng ta Tại sao chính trị phải thanh minh Chúng ta làm công tác giáo dục Phải dạy học sinh cho tốt Nó không chừng những học sinh đó sau này có phước báo Là một số cán bộ của quốc gia Chúng có đức rồi Dùng này sẽ có phước khí Nếu không Có một câu tục ngữ nói là Chính trị hà khắc hơn cả cọp Tại sao chính trị hạ khắc hơn cả cọp Cho có một dùng thu thuế hết sức nặng Gia đình này đã gánh chịu Không nổi nữa Liền rời bỏ quốc gia đó Mà lúc đó dùng họ ở Có rất nhiều cọp Một người có chồng con Đều bị cọp ăn thịt mất Vậy tại sao bà không về đất nước đó nữa Không được Nên chính trị ở đó còn kinh khủng hơn cả cọp Cho nên mới có câu chuyện này truyền lại cho nên tham quan ô lại và cả đạo tạc trộm cướp cường đạo đều lấy số tiền của chúng ta cái đáng sợ nhất là ở phía sau gọi là con cháu bất hiếu trong vòng một năm đã xài hết hai tỷ đồng do sự tiêu dùng của họ ghê gớm như vậy xây một ngôi nhà một trăm triệu đã đem sự xa xỉ này truyền lại cho con cháu rồi hậu sanh khả úy tốt cũng là hậu sanh khả úy xấu cũng là hậu sanh khả úy tất nhiên chúng ta hy vọng là sau này học sinh của chúng ta đều vượt qua chúng ta đức hạnh tài hoa của các em đều vượt qua chúng ta hậu sanh khả úy này là tốt cái xấu không lấy Vậy chúng ta nghĩ coi hai tỷ này xài hết rồi xin hỏi câu chuyện đã kết thúc chưa có phải là từ đây con trai và các cháu của ông sẽ hối cải ăn năn có phải không không đâu đó là tập tính mấy chục năm rồi bi kịch của gia tộc họ chỉ vừa mới bắt đầu tại sao Chí yếu không gì bằng dạy con Tại sao có việc giáo dục thế hệ sau Lại quan trọng như vậy Và tương lai của cả quốc gia xã hội lại nằm trong tay ai Trong tay hậu thế Quý vị bây giờ kinh tế có vi hoàng tới đâu 20 năm, 30 năm sau Dừng lại cho các em Các em đem tài phú của đất nước toàn bộ đều phung phí hết Xin hỏi lúc đó chúng ta mấy tuổi Phải biết tính Người không lo xa ắt phải lo gần bây giờ cả phong khí gia đình cũng vậy cả đất nước cũng vậy tất thảy đều đuổi theo tiền theo tiền theo tiền những đứa trẻ này đều rất là công lợi Tới khi chúng ta già rồi chúng sẽ nghĩ những người già này thật đúng là gánh nặng bắt kệ họ đi để qua một bên quý vị coi chúng sẽ kính lão ái lão dựng lão sao trừ phi quý vị dạy chúng từ nhỏ đã biết tri ân báo ân biết tôn trọng trường bối tôn trọng người lớn tuổi cho nên từ câu dạy học đứng đầu này chúng ta có thể hiểu được thật sự người không học thì không biết không biết những đạo lý làm người quan trọng này như một gia đình bây giờ tìm bạn đời đều suy nghĩ tới cái gì trước một người nam muốn tìm người yêu thì suy nghĩ ra sao? Lấy người đó thì bớt phấn đấu 20 năm. Nghe thấy câu này cũng muốn ngất xỉu luôn. Người này còn có thể gọi là đàn ông sao? Còn có thể gọi là nam tử hán sao? Trường phu là phải đáng nương cậy. Kết quả họ là đi nương cậy người nữ. Còn gì nữa? Có người còn muốn ngồi mát, ăn bát vàng. Người có tiền là được họ không biết người tính không bằng trời tính cô đại tiểu thư đó lấy về nhà có hậu hà nội không cho nên cái này đều là sự suy nghĩ không hiểu đạo lý tiếp theo còn tìm người cho đẹp có không tôi đến một trường trung học nói về quan hệ hai giới với những học sinh trung học này đối với các em lấy một người vợ tốt có thể thịnh ba đời Nói với các em cả nửa ngày quan quan thư cư tại Hà Chi Châu Yểu điệu thục nữ Quân tử hảo cầu Nói cả nửa ngày Sau cùng những thanh thiếu niên này nói Thầy Thái ơi thầy nói rất đúng Nhưng vẻ ngoài xinh đẹp cũng rất quan trọng mà Quý vị nói với các em nửa ngày Quan niệm đó của các em cũng không dễ gì bỏ đi Tại sao? Từ nhỏ các em coi phim Đều phải có người cho đẹp Đều phải mặc đồ hàng hiệu Các em đều bị ô nhiễm Liền cảm thấy như vậy mới là cô gái tốt Kết quả các em thực sự lấy về nhà rồi mới biết Mới ngộ ra Ngộ ra điều gì? Mấy cô đó đều ốm ốm ăn rất ít Nhưng đồ ăn rất rẻ Quần áo rất đắt Đúng không? Đều là hư dinh Theo cho kịp thời Rồi tiêu xài rất khủng khiếp Tới trung tâm thương mại mua quần áo đi theo vợ mà nhịp tim tăng tốc phải uống một viên thuốc trợ tim trước uống vô để đề phòng tim đập quá nhanh thấy vợ mình đứng ở cửa hàng đó rất lâu càng đập càng nhanh tiếp đó người vợ nói mua đi mua đi họ thì đứng bên cạnh thôi mà thôi mà cho nên trị gia thật ra đức hạnh đứng đầu Đức hạnh nhờ vào giáo dục Có đức thì có người Có người thì có đất Có đất thì có tài Có tài thì có ít Gia đình như vậy Có đức hạnh chiêu cảm được một nửa kia Cũng là người có đức hạnh Hai người Vợ chồng đồng tâm Sắc cũng hóa vàng Đất ở đây là chỉ sự phát triển của họ. Trước đây là họ có một mảnh đất thì có thể phát triển cả sự nghiệp đất nước của mình. Từ gia đình mà nói thành lập một gia đình. Sau khi có gia đình, trong gia đình này đoàn kết, hòa thuận, gia hòa dạng sự hưng. Có tiền tài rồi cũng sẽ có nhân tài. Bây giờ, rất nhiều vợ chồng cãi giả, con cái từ nhỏ đã sống trong lo sợ, trong không khí như vậy. Có lúc nửa đêm còn trốn trong chăn mà khóc Nhân cách như vậy sẽ bị ảnh hưởng Cho nên cha mẹ, vợ chồng thật sự có trách nhiệm Nhất định ở trước mặt con cái Sẽ luôn làm gương tốt Chứ không phải cả giả suốt như vậy Sau này chúng sẽ bị khủng hoảng Không dám đối mặt với hôn nhân Không dám kết hôn Có tài thì có ích Sau khi quý vị có tiền tài rồi Quý vị dùng thế nào Quý vị dùng nó vào sự hưởng lạc của bản thân mình hay là dùng để bồi dưỡng con cái hay là lấy từ xã hội nên dùng vào xã hội lợi ích người khác quý vị dùng đúng rồi đức hạnh của gia đình quý vị sẽ ngày càng cao dùng sai thì có thể sẽ phung phí hết phước báo cũng tổn hại hết không chỉ gia đình như vậy chúng ta ngày nay ở trong trường học câu này có thể cho chúng ta một sự nhắc nhở rất tốt không các vị hiệu trưởng chúng ta có đức hạnh các thầy cô vào trường chúng ta đều rất tốt vật tụ theo bầy người nhóm theo loài đây là thật chứ không phải giả dựa vào thiền niệm của con người mà chiêu cảm long giao long phượng giao phượng con của chuột thì biết đào hang đây không phải là điều ngẫu nhiên hôm nay là ba Thánh ở vùng này rất lương thiện họ sẽ chiêu cảm được một vị quan tốt sáng nay tôi kể cho mọi người về trung học tùng hoa giang cát lâm thì giáo dương kỳ có thể làm hiệu phó nhưng thầy không làm thầy chỉ giữ việc chủ nhiệm lớp thầy không làm quan tiên sinh tôn trung sơn có một câu nói tôi hết sức cảm phục thà làm việc lớn không làm quan lớn phàm làm những việc có ý nghĩa chứ không tham cầu chức quan đó thầy giáo dương kỳ cảm thấy thì phải thực sự dạy một lớp cho tốt để dẫn dắt những lớp khác kết quả sau khi thầy dạy một năm hiệu trưởng lữ kiệt đã tới trường của họ thầy hiệu trưởng và thầy đã phối hợp hết sức ăn ý cả trường học được triển khai ra đây đều là người được chiêu cảm tới. Sau đó họ bắt tay hợp tác xây dựng lên ngôi trường này. Ngành giáo dục Đông Bắc gọi họ là hiệu ứng tùng hoa giang. Năm 2009, trong một chương trình giáo dục ở Đại Liên, số giáo viên tham gia có hơn 10.000 người, giáo viên ở trường họ cũng có khoảng 3 người tham gia đi làm giảng sư do họ đã làm được mấy năm rồi có thể đem chia sẻ với mọi người cho nên thật sự thầy dương kỳ đã tu thân tiếp đó tề gia trường học của họ là ngôi nhà lớn cái đó ảnh hưởng tới những người trong ngành giáo dục của cả nước đến tham quan trường học của họ có người từ tân cương từ hải nam tháng năm năm ngoái chúng tôi cùng mấy chị hiệu trưởng cũng có tới trung học tùng hoa giang tới thăm hỏi học tập họ thì ảnh hưởng tất cả quốc tế đã bình thiên hạ rồi. Cho nên lão tổ tiên trong đại học có nói về tu thân tỳ gia trị quốc bình thiên hạ không phải lý luận, mà là cảnh giới và giá trị cuộc đời mà mỗi người đều có thể thực hiện được. Quân tử trọng cái gốc. Gốc lập thì đạo sanh. Chúng ta tìm thấy cái gốc như thành tựu một gia đình tốt thành tựu một đoàn thể tốt cái gì là gốc đức hạnh là gốc đức là gốc tài là ngọn bây giờ chúng ta xây dựng gia đình xây dựng quốc gia đặt tiền bạc lên vị trí đầu tức là lấy cành ngọn làm gốc rễ lấy gốc rễ làm cành ngọn cho nên sau khi gốc gọn đảo điên bỏ ra nhiều tâm huyết tới đâu thì nhận được thành quả cũng không ra sao Mọi người bình tâm nhìn lại Năm ngàn năm nay Thời đại nào cha mẹ tốn nhiều thời gian để dạy con nhất Thời đại nào Thời đại bây giờ Năm ngàn năm nay Thời đại nào hiệu quả giáo dục kém nhất Tại sao Tại sao bỏ ra và nhận lại không tỷ lệ thuận với nhau Do họ không tìm được cái gốc rễ để... Nước của họ chỉ tưới trên cành lá Không tưới xuống gốc Đức là gốc. Kết quả tất cả tâm huyết đều dùng để bồi dưỡng tài nghệ của con cái, bồi dưỡng rất nhiều điều kiện bên ngoài của con cái, chứ không đủ lực vào gốc rễ của chúng. Những lời này quần thư trì yếu đều có. Cho nên, chúng tôi ngày nay nói với mọi người, quần thư trì yếu, quân đạo, trí huệ quản lý Chúng ta thấy chữ quân này. Quân là lãnh đạo, dẫn dắt. Bộ sách này là một bộ bảo điển do Đường Thái Tông ra lệnh thừa tướng Ngụy Trưng biên soạn. Tại sao Đường Thái Tông lại mời thừa tướng Ngụy Trưng soạn sách? Do Đường Thái Tông từ lúc 16 tuổi đã cùng cha mình khởi nghĩa đánh trận. Mấy năm đó, thời gian ông ở trên lưng ngựa rất nhiều. Tới năm 27 tuổi, ông đăng cơ làm hoàng đế. Bản thân của ông cảm thấy mình đọc sách quá ít. Trị thiên hạ, phải dùng những trí huệ của cổ thánh tiên hiền mới được. Thừa tướng ngụy cùng một số đại nho đương thời đã bắt đầu thu thập những sách cổ này chia thành ba loại lớn kinh sử tử kinh là kinh điển tứ thư ngũ kinh thập tam kinh đều thuộc về kinh điển sử là lịch sử sử ký hán thư hậu hán thư tam quốc chí đó là lịch sử tử chu tử bách gia mạnh tử lão tử hàng phi tử đây đều thuộc về bộ tử Kinh sử tử Hơn nữa gọi là quần thư trị yếu Tại sao gọi là quần thư trị yếu Quần thư Khi biên tập Đã từ hơn một dạng bốn ngàn bộ sách Hơn tám dạng Chín ngàn quyển Mà chọn ra Sáu mươi lăm bộ hơn một dạng bốn ngàn bộ chọn ra sáu mươi lăm bộ chúng ta bây giờ tưởng tượng một chút nếu như hồi đó bảo chúng ta chọn thì sẽ ra sao hoa mắt chóng mặt tất thảy đều là kinh điển chọn từ đâu đây thực sự là một công trình không dễ dàng nếu như không phải những đại nho này đều đã quán thông kinh điển muốn chọn cũng không hề dễ cho nên gọi là quần thư hơn nữa khi tuyển chọn ra đều là những giáo huấn tinh yếu nhất có liên quan tới tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ Cho nên gọi là trị yếu Từ trị này là trị quốc trị gia Quan trọng nhất Soạn thành bộ quần thư trị yếu này Các vị hiệu trưởng Mục đích họ biên soạn là gì? Là đường Thái Tông hy vọng dẫn dắt lão bá tánh Đi về cuộc đời hạnh phúc vui vẻ Đây là tâm nhân từ của ông Ông mới hạ được công phu lớn như vậy Sau khi soạn xong Ông tay không rời sách Mỗi ngày đều đọc Không nợ buông xuống Do ông hiểu rõ lý trễ một ngày Ông sẽ lợi ích lão ba tánh trễ một ngày Ông hiểu lý sớm một ngày Ông sẽ có thể sớm lợi ích cho lão ba tánh Ông làm quân như như vậy Thầy cô giáo trong ngành giáo dục chúng ta cũng như vậy Thầy cô sớm một ngày có trí huệ Học sinh sẽ sớm một ngày có phước khí nhưng trí huệ từ đâu mà tới hiếu học gần giới trí phải thật dùng công hiếu học thâm nhập kinh điển thì mới có trí huệ chúng ta hy vọng các thầy cô có trí huệ các thầy cô học cho tốt thì bắt buộc ai dẫn đầu sao quý vị nhìn tôi một cách gây ngô vậy người đứng đầu trong trường phải khơi dậy phong khí hiếu học này thân mình chánh không bảo cũng làm chúng ta vô tư chúng ta nghiêm túc chúng ta hiếu học không yêu cầu cấp dưới họ sẽ bị chúng ta cảm động tự nhiên sẽ tới làm thân mình bất chánh các vị hiệu trưởng điều tôi đang viết quần thư trị yếu đều có quý vị khoan không cần chép lát nữa tôi sẽ chỉ ra cho mọi người chúng ta thấy có thảo luận gì cũng không tách rời những giáo huấn đã được soạn trong quần thư trị yếu thân mình bất chánh bản thân chúng ta không làm trước chỉ đi yêu cầu người bên dưới yêu cầu con cái ra lệnh cũng không theo quý vị quy định xong rồi họ cũng không muốn làm có một thầy giáo Mỗi ngày thì đều đến trường sớm nhất Thầy giáo này vốn dĩ đã nghĩ tới việc từ chức Thầy không muốn làm nghề giáo viên nữa thì rất mệt Vì sao thầy học được văn hóa truyền thống Cảm thấy nghề giáo viên này rất có giá trị Thầy là người truyền đạo Thọ nghiệp Giải hoặc Cả thế hệ sau Có hiểu được cách làm người làm việc hay không Đều nhờ vào sự dạy dỗ của người thầy từ việc coi dạy học là một công việc nay biến thành một nghề nghiệp. Một sự nghiệp có ý nghĩa. Thầy thấy có sứ mệnh mà làm việc. Kết quả từ việc muốn rời bỏ ngành nghề này, tâm cảnh dự chuyển, biến thành người thầy được hoan nghênh nhất. Thành phố đó còn tặng cho thầy giải thưởng chủ nhiệm lớp ưu tú. Chúng ta nghĩ thử coi, từ việc chúng gì không muốn làm nữa, ý niệm vừa chuyển tiếp xúc với những giáo huấn này của lão tổ tiên thì thấy rất có ý nghĩa biến thành thầy chủ nhiệm ưu tú. cho nên người ta chỉ do gặp phải duyên phận bất đồng, duyên phận này sẽ gợi mở rất lớn đối với cuộc đời họ, họ sẽ hoàn toàn chuyển biến trở lại. cho nên các vị hiệu trưởng chúng ta có muốn làm quý nhân của cuộc đời tất cả giáo viên không? xin hỏi mọi người giáo viên bây giờ có khổ không có mệt không vậy quý vị muốn làm quý nhân của họ trước tiên bản thân mình phải không khổ không mệt chúng ta mỗi ngày cười không nổi sau đó còn nói với họ phải cười nhiều một chút tôi thấy họ chỉ có thể cười ngượng thôi quý vị thật sự xây dựng gia đình chúng ta cuộc đời chúng ta hết sức mỹ mãn như vậy quý vị không cần đi nói với các thầy cô có thể họ sẽ chủ động tới hỏi quý vị đường thái tông soạn bộ sách này xuất phát từ tâm nhân từ do ông là người làm quân dương các vị hiệu trưởng đường thái tông là đồng đạo với chúng ta có lý không ông lãnh đạo một quốc gia chúng ta lãnh đạo một trường học đều là lãnh đạo người khác. Chúng ta là đồng đạo với ông. Tâm nhân ái đó của ông suy nghĩ cho cả đất nước. Chúng ta bây giờ suy nghĩ cho sự giáo dục của thế hệ sau. Hơn một ngàn năm trước tấm lòng đó của ông siêu diệt thời gian, không gian với chúng ta bây giờ có nối tiếp được không? Chúng ta phải nối được. Đợi lát nữa đọc sách sẽ đột nhiên thấy toàn bộ đều hiểu hết. Đây là chí thành cảm thông. Tiên sinh Giang Thiên Tường có nói một đoạn triết nhân nhật dị diễn mặc dù những thánh triết nhân này đã đời xa thế gian này mấy trăm năm rồi điển hình tại túc tích phong phạm của họ vẫn còn lưu lại trong tâm tôi phong diêm triển thư độc tôi mở sách của họ ra coi mở lịch sử của họ ra coi cổ đạo chiếu nhan sắc tinh thần của họ giống như một luồng ánh sáng soi chiếu vào mặt tôi soi chiếu vào tâm tôi các vị hiệu trưởng mạnh tử học theo khổng tử khổng tử đã không còn nữa nhưng ngài học tốt nhất ngài là á thánh còn hơn những học sinh của khổng tử tại sao ngài có thể vượt qua họ tâm trí thành cung kính siêu việt thời không khổng tử giống như đang ở trước mặt dạy cho ngài vậy chúng ta bây giờ đọc bộ sách quần thư trị yếu này Do quần thư có khoảng 500.000 chữ Một bộ sách rất là lớn Người bây giờ rất bận Bây giờ nếu như tôi đứng trước mặt của các vị hiệu trưởng Cầm một quyển sách 500.000 chữ Rầm Phản ứng đầu tiên của quý vị là gì? Làm gì có thời gian mà đọc sách dày như vậy Cho nên sư trưởng trung tâm của chúng tôi Là lão giáo sư thích tịnh không? Hồi đó khi nói chuyện với Thủ tướng Najib Và trưởng lão Ba về bộ sách này Là do đường Thái Tông Thời đường ra lệnh cho Thừa tướng Ngụy Trưng biên soạn Hơn nữa đã khai sáng Trinh quán chi trị Trong lịch sử Trung Quốc của chúng ta Đó là một thời thịnh thế Hết sức huy hoàng Thịnh thế có thể thành tựu được Chúng tôi tin là trí huệ như vậy dùng vào việc quản lý một trường học không có vấn đề gì. Cho nên chúng ta thấy người hoa toàn cầu đi tới đâu cũng đều có phú người đường. Người nước ngoài đều gọi người hoa là người đường. Có thể thấy trình quán chi trị của thời đường đã có ảnh hưởng và ấn tượng hết sức sâu sắc. Và chắc chắn đối với cả thế giới. Và lúc đó trưởng lão Mahadi và thủ tướng Najib sau khi nghe xong thì rất hứng thú do họ đều biết tình thế này của thời đường rất có thành tựu. Sau đó họ hỏi khi nào có thể phiên dịch thành tiếng Anh. Đạo giáo sư vừa nghe xong quay về liền dặn dò tổ anh văn của trung tâm soạn ra 360 câu để cho những đất nước khác những lãnh tụ chính trị của các chủng tộc, dân tộc khác. Họ có thể thâm nhập vào trí huệ của văn hóa truyền thống chúng ta. Mỗi ngày đọc một câu là được rồi. Một năm vừa đúng 360 câu. Đây là nhân duyên biên soạn quyển sách này. Bây giờ chúng ta tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư. Quân, lãnh đạo, muốn dẫn dắt đoàn thể đến cảnh giới cuộc đời như thế nào quân còn có tinh thần lấy thân làm mẫu quân còn phải biết người mà dùng quý vị phải dùng đúng người những điều này đều thuộc về phần quân đạo chúng ta tiết học tiếp theo sẽ trao đổi sâu hơn thân là quan tâm thương yêu giống như người nhà không phân chia tôi người sư là có thể dẫn dắt và dỗ họ có thể truyền đạo cho họ truyền đạo thọ nghiệp giải hoạch đây là vai trò của sư ngành giáo dục chúng ta buộc phải coi trọng luân lý coi trọng sự truyền thừa những trí huệ dạy học này như vậy chúng ta đời sau mới mạnh hơn đời trước nếu như đời sau không cung kính <laughs> truyền thừa thì rất nhiều kinh nghiệm dạy học mấy chục năm của các thầy cô có thể đều bị đứt đoạn hết vậy thì rất đáng tiếc cho nên người lớn tuổi dẫn dắt người trẻ đây cũng là sư cũng là một phần chức trách chúng ta thấy quân này là lãnh đạo là giám sát là chủ đạo Quý vị dẫn dắt cả một phương hướng Và trong phương hướng dẫn dắt Nhất định phải nắm lấy cái gốc Không thể gốc ngọn điên đảo Chúng ta coi cả phần Quần thư trị yếu 360 dù bổ này Mời mọi người lật tới trang 79 câu 173 Khổng tử nói rằng Trong Hiếu Kinh có nói Phu Hiếu Đức Chi bổn Giả Giáo chi sở do sanh giả Khi tôi đọc được câu này Thì vui sướng tới nỗi chạy vòng vòng trong nhà cả mấy vòng Tại sao? Cuối cùng tôi đã tìm ra gốc trệ của việc giáo dục nằm ở đâu rồi Chính là dạy hiếu đạo Đức hạnh là gốc Còn gốc của đức hạnh là gì? Là hiếu Giáo dục là phải bắt đầu từ đây Chúng ta nhìn từ hai thế hệ. Thế hệ trước, hồi ba bốn chục năm trước. Việc học của họ, sự nghiệp của họ, không cần người nhà lo lắng, cũng không cần người nhà hối thúc. Như thế hệ cha tôi, họ rất có trách nhiệm. Học tới nỗi cha mẹ phải hạ lệnh mà mau đi ngủ đừng học nữa đợi cha mẹ ngủ hết rồi mấy anh chị em lại ngồi dậy học có không malaysia quý vị có không đi là chuyện tôi nghe chú tôi kể năm anh chị em chú học hành rất là chăm chỉ chú ba của tôi tốt nghiệp tiến sĩ chúng tôi sống ở một làng chài cũng không có gia thế gì ông bà nội đều không biết chữ nhưng chỉ nhờ vào các con có hiếu tâm mà rất có động lực học tập họ không cần người nhà hối thúc cứ như vậy mà học lên thành gia lập nghiệp rồi đều sợ cha mẹ lo lắng vợ chồng trước giờ chưa từng cãi nhau đây là do mẹ của tôi nói nếu như là cha của tôi nói Hoặc là chú tôi nói thì Hơi giống mèo khen mèo dài đuôi Phải không? Cái này không thể tự mình nói Là mẹ tôi nói Người nam nhà họ Thái Không cãi nhau với người nữ Cho nên Điều này cũng chứng minh Có hiếu tâm Thì ngay cả xây dựng gia đình họ Cũng không muốn cha mẹ lo lắng Thân bị thương Cha mẹ lo đức hạnh kém cha mẹ tuổi kể cả sự nghiệp cũng như vậy người trẻ bây giờ đâu có hiểu cho cái khó của cha mẹ còn trẻ đã muốn làm chủ một bước lên trời cầm lấy tiền lương hưu của cha đi lập nghiệp thậm chí khi mượn tiền còn để cho cha già ký tên sau cùng khi ông cụ bảy mươi mấy tuổi rồi còn phải chống gậy đi lên tòa điên đảo hết Cho nên, người đời trước cho chúng ta sự nhắc nhở là họ từ nhỏ đã có lòng trách nhiệm, đã có hiếu tâm. Đức chi bổn giả, giáo chi sở do sanh giả. Thế hệ này nếu như lơ là hiếu đạo, chúng ta thấy đi học đều phải hối thúc, phải la hét, còn phải dùng lợi mà dụ dỗ. Thì được tốt thì cho bao nhiêu tiền, tiền là động lực của chúng, dục vọng là động lực của chúng. Nếu như có một dục vọng khác càng thu hút chúng, chúng còn học hành nữa không? Đúng. Do dục là hố sâu, chúng gặp phải một dục vọng khác càng mạnh hơn, chúng sẽ không học nữa. Cho nên bao nhiêu sinh viên sau khi vào đại học thì tốc độ đọa lạc rất nhanh hoặc là đọa lạc vì nữ sắc hoặc là chúng bị khống chế bởi những trò ăn chơi này. Cho nên trong một quyển kinh của Lão Tổ Tiên cũng có chơi người tổn đức chơi vật tổn chí chúng đắm chìm trong đó bởi vì chúng không có trách nhiệm nếu không có định lực thì rất dễ bị những cám dỗ này lôi đi cho nên chúng ta bây giờ chỉ nhìn vào thành tích của chúng bắt chúng đi thi cuối cùng thi đầu đại học nhưng chúng có thể không muốn học nữa sau khi vào đại học thì có chăm chỉ học hành không đây lại là một trọng điểm Cha mẹ đều tưởng đẩy chúng vô đại học là xong chuyện Đâu có chuyện đó Đẩy vô rồi có thể việc nghiêm trọng Mới sắp bắt đầu mà thôi Bây giờ chúng ta nhìn thấy Một năm con số phá thai cả thế giới Là 50 triệu người 50 triệu em bé Đây là số người có đăng ký Số người không đăng ký có thể gấp mấy lần Hơn nữa, đa phần những thiếu nữ mười mấy tuổi chiếm tỷ lệ rất lớn. Con cái của chúng ta, nếu như không có những giáo dục về đức hạnh này, sau này chúng sẽ đối mặt với những tình hình này. Quảng Đông có một cô hiệu trưởng. Cô hết lòng triển khai đệ tử quy trong trường của mình. Lúc đó vốn dĩ lớp 1, lớp 2 đã phải học tiếng Anh. Cô nói tiếng Anh có thể từ từ học, phải học làm người, học đệ tử quy trước kết quả chồng cô vừa hay đọc thấy trên báo có giáo sư nói trong đề tự quy có sự ngu hiếu không thể phổ biến chồng cô liền nói với cô rằng em coi có người phê bình nè em làm việc này phải cẩn thận đừng để phạm sai lầm hiệu trưởng không làm được nữa mũ quan cũng rất luôn cô hiệu trưởng này nói ông ấy có cách nhìn của ông ấy em có trách nhiệm của em Cô hiệu trưởng này rất có tu dưỡng Cũng không phê bình ông ấy Ông ấy có cách nhìn của ông ấy Em có trách nhiệm của em Cô nói Gần trường em có một trường cấp 2 Cứ mỗi kỳ nghỉ hè Hoặc kỳ nghỉ nào dài dài vừa kết thúc Đều sẽ xuất hiện một cao trào phá thai Em không muốn học sinh của em Sau này cũng bước vào con đường như vậy Nên bây giờ em phải đem cái gốc hiếu đạo đức hạnh của các em cắm cho dựng sau khi cô nói xong Chồng cô nhìn cô bỗng thấy Rất kính trọng Nói với cô Anh thấy em rất thích hợp làm người lãnh đạo quốc gia Đúng rồi Cô nhìn rất xa Nhìn xa trông rộng Chúng ta bây giờ Suy nghĩ mọi việc khó mà được sâu xa Do chúng ta không đọc những kinh điển này Không được nhắc nhở Có lúc chỉ suy nghĩ việc trước mắt Suy nghĩ ngày mai Suy nghĩ kỳ thi lần này đều là tư duy như vậy còn các em vào đại học rồi có dụng công học tập không cho tới khi các em ra xã hội các em có thể dùng việc phục vụ người khác làm ý nghĩa cuộc đời không nếu không các em vừa tốt nghiệp đại học không đi làm không có trách nhiệm cha mẹ còn phải giúp các em tìm việc làm còn phải tốn tiền thậm chí còn phải nhờ một số quan hệ nào đó Cuối cùng giúp các em tìm được một công việc rồi Trăm ngàn lần cầu xin Xin con đó đi làm đi Đứa con này nói Được rồi, để mặt cha đó Đi xong Một tuần sau cái về Sao con lại về rồi Con cho ông chủ phai rồi Không vui là không làm nữa Nếu như có tâm thái như vậy Thì công việc của các em Còn khiến cha mẹ lo lắng biết bao Kỳ đó không có hiếu đạo Không có lòng trách nhiệm Sau này xây dựng gia đình Có vấn đề gì không Các em có dạy được thế hệ sao cho tốt không Sau này các em lập gia đình sinh con xong giao cho ai Cho cha mẹ Cha già mẹ già Mới một thế hệ thôi Mà đã khác biệt nhiều vậy rồi Do người thế hệ trước nắm được cái gốc Phu hiếu đức chi bổn giả, giáo chi sợ do sanh giả. Chúng ta suy nghĩ từ gia đình xã hội bây giờ sẽ cảm thấy những giáo huấn này của tổ tiên hết sức có trọng lượng. Câu nào cũng có thể giải quyết tất cả vấn đề xã hội bây giờ. Chúng ta lật tới trang 174, coi một chút. Quân tử dụ bổn, bổn lập nhi đạo sanh. Hiếu để giả giả, kỳ di nhân chi bổn giữ. Tất cả những cố gắng trong cuộc đời của chúng ta đều phải bắt tay từ cái gốc rễ, xây dựng nền tảng rồi, đạo đức theo đó sản sanh. Gia đạo sự nghiệp mới có thể sản sanh. hiếu thuận cha mẹ thân ái anh em là nền tảng gốc rễ của sự nhân ái chúng ta có câu tiếp theo từ sự hiếu để chúng ta có thể hiểu được rằng sự giáo dục của lão tổ tiên chúng ta là giáo dục của tình thương bắt đầu từ đâu bắt đầu từ sự thân ái đối với cha mẹ lão tổ tiên thông đạt nhân tính trí huệ quan sát cao độ này của họ Nhận ra tình yêu giữa con, con cái và cha mẹ Là thiên tính, tính Không cần ai dạy Em bé một hai tuổi nhìn thấy cha nó Nhìn thấy mẹ nó Thì giống như là nó là người hạnh phúc nhất thế giới Nó sẽ không nói Con có cái xe hơi đó thì con mới vui Có phải không? Nó không có những dục vọng đó Nó vẫn giữ được thiên tính đó Bản thân tôi Cũng đã để ý về mặt này lúc đó chị tôi ở cử ở nhà của chúng tôi con của chị ở trong phòng chúng tôi đang ăn cơm đột nhiên thấy chị tôi đứng dậy tôi và mẹ tôi nhìn qua chuyện gì vậy thằng cu khóc rồi kỳ lạ đứa nhỏ khóc tại sao chị có chị ấy nghe thấy hai chúng tôi không nghe thấy sau đó đứa bé này hơn một tuổi bắt đầu học nói nó nói cả ngày, một câu tôi cũng nghe không hiểu, còn mẹ nó thì hiểu hết. Sau đó mẹ nó phiên dịch lại, quý vị nói đó là nghe lời nó nói hay là dùng tâm trực tiếp cảm nhận tâm ý của con mình, cái này chính là thiên tính. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều lần, con cái quỳ lạy cha mẹ. Vừa quỳ xuống thì cha mẹ cảm động đến chảy nước mắt, rồi thấy em bé đó cũng ở đó khóc luôn. Sau khi bước xuống rồi tôi nói mẹ cháu sao cháu lại khóc cho cha cháu khóc cha em vừa khóc mẹ em vừa khóc em liền có cảm ứng mà khóc theo cho nên mẹ của tăng tử bị kim chích vô tay lập tức tâm ông liền cảm nhận được đó là sự thật hơn nữa là gì từ nhỏ khả năng đó của ông giữ gìn đến lớn không hề suy giảm mẹ tôi nếu có bị cắn chảy máu chưa chắc gì tôi cảm nhận được thiên tính này chúng ta luôn bị suy giảm cho nên sự giáo dục tình thương của lão tổ tiên là gì? Thứ nhất, cả đời gìn giữ sự thân ái giữa cha và con. Mọi người tưởng tượng một chút, một người năm sáu chục tuổi vừa bước vào nhà, mẹ con về rồi, bộp liền ôm lấy mẹ mình. Có hạnh phúc không? Quý vị không có phản ứng gì, sức tưởng tượng không đủ. Hay là không tưởng tượng ra, chương trình thiên hà phụ mẫu có phỏng vấn một đạo diễn đạo diễn trạch tuấn kiệt ông đã hơn 60 tuổi rồi ông nói hạnh phúc lớn nhất của ông chính là vừa mở cửa vào nhà vẫn có thể gọi một tiếng mẹ mẹ ông hơn 90 tuổi rồi ông thấy đó là hạnh phúc trong cuộc đời mình đại lục có một bộ trưởng bộ tư pháp đã về hưu bộ trưởng cao xương lễ khi ông ở sơn đông làm chủ quản cấp 1 Mỗi ngày khi ông ra khỏi nhà Đeo một túi công danh đứng trước mặt cha ông Cha, còn phải đi làm đây Cha ông còn chỉnh lại mũ cho ông Được, con trai đi đi Ông vẫn còn giữ được trái tim thơ ấu như vậy Thông thường người năm 60 tuổi làm quan lớn như vậy Có thể đối với cha mẹ cũng rất ngạo mạn Cả đời gìn giữ thiên tính này là điều hạnh phúc nhất Tiếp đó đem thiên tính này mở rộng ra Đối với các anh em anh thương em em biết kính anh em hòa tức là hiếu lại mở rộng đến tất cả mọi người trong gia tộc mở rộng đến hàng xóm láng giềng tất cả hàng xóm mở rộng đến đại chúng xã hội sau cùng là đại chúng không cùng chủng tộc dân tộc phàm là người đều phải thương phàm là vật đều phải thương Mạnh tử nói với chúng ta Thân thân nhi nhân dân Nhân dân nhi ái vật Thân ái với cha mẹ của mình Tự nhiên sẽ thân ái với người khác Thân ái với nhân dân Thân ái với nhân dân Thân ái với nhân dân, với nhân dân. Với nhân dân. Mở rộng ra sẽ thương yêu Tất cả sanh mạng sẽ không đi sát hại chúng Có một bé trai 5 tuổi Em nhìn thấy trong tờ tuyên truyền có tài liệu viết về viện dưỡng lão và cô nhi viện. Sau khi em coi xong, em rất hiếu thuận với mẹ mình. Em có một cái xe đồ chơi. Em ngồi trên đó nó mà nói, con muốn chở những bạn nhỏ này. Tức là những bạn nhỏ trong cô nhi viện, con chở các bạn đi tìm mẹ. Em và các bạn đó chưa từng gặp mặt, nhưng em đã nghĩ đến các bạn không có cha mẹ. Em liền cảm thấy rất đáng thương. Quý vị coi Em đang nghĩ tới phải đưa các bạn đó đi tìm mẹ Chị họ của em Có một hôm nói với em Bây giờ em đem tiền mừng tuổi của mình Để dành lại Để trong ngân hàng Sau này sẽ có rất nhiều tiền Em liền nói với mẹ mình Số tiền đó có thể đi giúp những ông bà Và các bạn nhỏ kia không Sau đó còn nói với mẹ mình Khi nào có thời gian đưa em đi viện dưỡng lão Em nói em sẽ xoa bóp có thể phục vụ cho các cụ già đó. Đây chính là thân thân nhi nhân dân. Cho nên lão tổ tiên rất thông đạt nhân tính. Thực sự là khiến chúng ta cảm phục. Kể cả có một em bé 4 tuổi, một em bé gái, em đi đến nhà dì mình. Nhà dì em lúc đó có một con mèo sẽ ra rất nhiều mèo con. Con mèo đó rất là dễ thương em ở đó nhìn nó cả ngày rất thích thú Dì của em liền nói tích thì cho cháu một con này kết quả em lắc đầu vì em rất ngạc nhiên sao cháu không lấy do cháu đem mèo con đi mất mẹ nó sẽ nhớ nó nó cũng sẽ nhớ mẹ nó nhân dân di ái vật cho nên đạo đức nhân loại có thể khôi phục là phước khí của tất cả dạng vật, đạo đức nhân loại không được khôi phục là kiếp nạn của tất cả dạng vật. Bây giờ mỗi ngày những động vật hoang dã bị tuyệt chủng chết mất không ít, do sinh mạng nào gây ra? Con người, tam tài giả thiên địa nhân, con người có thể đứng đồng đẳng với tình thương vô tư của trời đất, lại biến thành sát thủ của dạng vật. Cho nên không được giáo dục Con người vì tư dục của mình Sẽ sát hại người thân Thậm chí sát hại dạng vật Chúng ta từ câu này nhìn thấy Tâm nhân ái được mở rộng ra Từ sự hiếu để trong gia đình Sự mở rộng này rất có ý nghĩa Đến trường học Thì giáo gọi là sư phụ Mở rộng quan hệ cha con Bạn học gọi là sư huynh đệ mở rộng tình cảm huynh đệ. Ra ngoài xã hội bất luận họ ở ngành nghề nào họ cũng có sư phụ, họ cũng có sư huynh đệ. Cho nên đạo nghĩa đều giống như người một nhà vậy. Tiếp theo câu 175 chúng ta nhìn thấy. Trong Hiếu kinh có tiếng một bước giải thích rằng: Tự giết quân tử chi sự thân hiếu. Họ phụng sự cha mẹ rất hiếu thuận. Hiếu tâm này mở rộng ra quốc gia xã hội Cố trung khả di ưu quân Người lãnh đạo quốc gia gọi là quân phụ Họ dùng tâm chí thành để đối với quốc gia Đối với người lãnh đạo Cho nên bây giờ tại sao nói trung thần rất khó tìm Do cái gốc không còn nữa Trung thần xuất thân Từ cửa hiếu tử Bây giờ các ngành các nghề đều cảm thấy nhân viên không nghe lời, tỷ lệ lưu động rất cao, tìm không thấy cấp dưới, đại thần có thể tin tưởng. Do hiếu đạo bị đánh mất. Tất cả các vấn đề gia đình và xã hội, can nguyên đều ở hiếu đạo. Cho nên hiếu chuyển thành trung. Sự huynh đệ. Họ đối với huynh trưởng, đối với trưởng bối hết sức cung kính, cố thuận khả di ư trưởng. Khi họ vào xã hội trong các ngành các nghề họ chỉ cần nhìn thấy trưởng bối họ sẽ hết sức cung kính hết sức lễ kính chăm sóc cho nên thuận khả di ư trưởng bây giờ trong nhà đều gọi thẳng tên của anh chị không tôn trọng chút nào tới đơn vị rồi cũng rất khó tôn trọng trưởng bối trong đơn vị cho nên cái này đều là sự phát triển trước tự nhiên của nhân tính. Cư gia lý, cố trị khả di ư quan. Họ ở trong nhà, trước đây là đại gia đình. Rất nhiều khả năng làm việc, trí huệ chung sống hòa hợp với mọi người đều được bồi dưỡng từ gia đình. Bây giờ cứ thường làm cha mẹ tức giận. Sau đó, ngay cả phòng của mình cũng loạn thành một đống. Sau này họ làm sao làm người làm việc? Cho nên cư gia lý Năng lực làm người làm việc hình thành trong gia đình Cố trị khả di ưu quan Sau này họ làm lãnh đạo Hoặc trong một ngành nghề nào đó Họ đều có những năng lực này mà làm Thì dĩ hình thành ư nội Nhi danh lập ư hậu thế hỷ Họ ở trong nhà Tập thành những phẩm tính hiếu để này Mới có thể kiến công lập nghiệp Ở bên ngoài có cống hiến đối với quốc gia xã hội. Danh tốt này sẽ hiển dương tới đời sau đại hiếu hiển thân chúng ta coi câu 176 trong hán thư trong lịch sử cũng có nói sự thân hiếu cố trung khả di ưu quân thì dĩ cầu trung thần tất ư hiếu tử chi môn các vị hiệu trưởng quý vị sau này muốn đề bạt cán bộ quan trọng trong trường phải tới nhà họ điều tra tìm hiểu trước coi họ có phải có hiếu tử không thì quý vị sẽ dùng người thích đáng. Chúng ta coi câu 178. Tăng tự nói, thận chung truy diễn, dân đức quy hậu. Buổi sáng, chúng ta cũng có nói tới. Cốc trễ là gì? Tri ân, báo ân là hiếu đạo. Cho nên cúng tế tổ tiên là sẽ biết tri ân, báo ân, biết tận hiếu. Cho nên, chỉ cần nắm được cái gốc gốc lập thì đạo sanh học nghiệp gia nghiệp sự nghiệp này đều có thể thành tựu cái này là chúng ta vừa nói tới quân thân sư người lãnh đạo chúng ta nhất định phải nắm được cái gốc bây giờ chúng ta từ những câu kinh này cũng nắm được giáo dục đức là gốc hiếu là gốc được tiết học này trao đổi với mọi người tới đây xin cảm ơn mọi người ba biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm a di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật